loạt vết thương chưa từng công bố trên thi thể nữ diễn viên chiếc lá bay. Theo VTC News, cơ quan công an cho biết đã có thể kết luận khoảng 70-80% về vụ tử nạn trên sông của nữ diễn viên Tang Monida. Tuy nhiên, vẫn còn một số tình tiết cần làm rõ thêm và sẽ tổ chức họp báo công bố kết quả điều tra cuối cùng trong thời gian tới. Đến thời điểm hiện tại, đã có một đối tượng thừa nhận hành vi sử dụng chất cấm, rượu mạnh, lái thuyền tốc độ cao khi Tang Mo đang đi vệ sinh khiến cô mất thăng bằng và ngã xuống sông. Sáng 10 tháng 3, trang Thai Giác đã đăng tải một bài báo khiến dư luận dậy sóng. Một cứu hộ viên đã tiết lộ về một số vết thương trên người của nữ diễn viên xấu số. Người này cho biết, khi tìm thấy thi thể của Tang Mo, cơ quan điều tra đã thu thập ADN từ miệng nạn nhân và phát hiện vết bầm lớn ở gương mặt trái, răng bị vỡ và một vết thương ở đầu nghi do đái chai vàng gây ra. Thông tin này lập tức gây chấn động, bởi trước đây, đơn vị khám nghiệm pháp y chỉ công bố ở phần bên trong đùi phải của Tang Mo có một vết thương dài sâu 30cm, bắp chân phải có một lỗ to bằng ngón tay cái. Không rõ nguyên nhân, bàn tay nắm chặt cả 5 ngón, bắp chân trái có vết thương nông dài hơn 20cm, giống vết thương trên dao cắt hộp. Thông tin thương tích mới trên thi thể của Tang Mo kèm theo một đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người nghi ngờ cô đã bị bạo hành trên thuyền trước khi tử nạn. Điều này lại dấy lên nghi ngờ về lời khai của 5 đối tượng cùng có mặt trên thuyền với Tang Mo. Hiện sự thật xung quanh vụ việc của Tang Mo vẫn đang là tâm điểm chú ý của truyền thông lẫn cư dân mạng. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!